Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha Cristina Nabona, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Tây Ban Nha Afonso Rodriguez, Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng Tây Ban Nha Alberto Garzón. Hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha, đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ chế phù hợp của Liên Hợp Quốc, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU và Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu-ASEM. Phó Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha cho biết, Tây Ban Nha sẵn sàng tham gia các dự án ở Việt Nam, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng đường cao tốc, năng lượng, điện và xử lý nước. Hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất của Hạ viện Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU, Tây Ban Nha có tiếng nói để nghị viện các nước EU chưa phê chuẩn EVIPA sớm thông qua hiệp định này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Tây Ban Nha ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ thẻ vàng với xuất khẩu hải sản của Việt Nam để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Phó Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha đề nghị hai bên tích cực trao đổi các đoàn cấp cao. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Phó Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh cả Việt Nam và Tây Ban Nha đều đang có nhiều lợi thế để phối hợp phát huy. Về phía Việt Nam, đó là vị trí địa lý quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển mới dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa với Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhắc lại đề nghị phía Tây Ban Nha ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Việt Nam đã và đang nỗ lực chuyển đổi, đáp ứng đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của EU về tiêu chuẩn IUU hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững. Bộ trưởng Tiêu dùng Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ kinh tế với châu Á, trong đó có Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức và biến động như hiện nay, và Tây Ban Nha cần nhiều nguồn lực về công nghiệp, đẩy mạnh hợp tác với các nước.